Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Minh hân hạnh kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị uy tín đạt chuẩn chất lượng tại quận 12, Hồ Chí Minh. Với phương châm chất lượng, bền vững, hiệu quả, cạnh tranh, Phát Minh mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, hoàn hảo, thuận lợi, tạo nên phương tiện thông minh ứng dụng đa năng cùng với những máy móc sản phẩm công nghiệp với công nghệ mới nhằm tiết kiệm thời gian, sức lao động và hiệu quả chất lượng của sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trên cả nước. Phát Minh chuyên thiết kế thi công sản xuất chế tạo thiết bị máy làm bánh, lò xoay nướng bánh mì, cối trộn bột tự động, máy V123 băng tải, máy cán một chiều, máy cán hai chiều, máy chia điện, máy chia tay, lò hộc, cối đánh trứng, cối đánh kem, tủ hấp chín bánh bao, tủ trưng bày bánh bao, tủ bánh mì thịt, tủ bánh mì ngọt, sản xuất sẵn để cung cấp hoặc làm theo đơn đặt hàng tùy theo yêu cầu của quý khách, cung cấp cho tất cả nhà hàng, khách sạn, siêu thị, lò bánh, xí nghiệp sản xuất, nhà máy, gia đình, cơ quan, trường học trên địa bàn cả nước. Từng bước một, quá trình xây dựng thương hiệu được tập trung chú trọng ở khâu dịch vụ sau bán hàng nhằm xây dựng lòng tin với khách hàng ngay từ đầu. Và sau nhiều năm phấn đấu, bền bỉ xây dựng uy tín, hiện nay máy Phát Minh đã trở thành một biểu tượng lớn trong ngành cơ khí chế tạo tại Việt Nam. Vì chúng tôi đã làm được một điều, xây dựng một quy trình khép kín liên quan đến sản phẩm của mình, từ khâu bán đa sản phẩm, bảo hành sản phẩm, sửa chữa, tư vấn dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Với định hướng kinh doanh bền vững, Phát Minh chỉ phục vụ những sản phẩm chất lượng, mang lại hiệu quả thực tế, tăng lợi ích cho khách hàng với chế độ bảo hành chu đáo, chính sách tặng kèm quà tặng khi bảo dưỡng. Chính định hướng kinh doanh dựa trên sự uy tín, Phát Minh đã mang lại cho khách hàng sự tin tưởng và yêu mến trong suốt quá trình phát triển của mình. Bằng những nỗ lực hết mình suốt nhiều năm qua, Phát Minh đã nhanh chóng khẳng định vị thế, nâng cao uy tín, thể hiện rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Phát Minh luôn nhận được sự tin tưởng của các đối tác, các hãng máy móc, thiết bị nổi tiếng trên thế giới. Và đặc biệt là sự tín nhiệm, lòng tin của khách hàng tại Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung là thành quả tự hào nhất mà chúng tôi có được. Sở hữu đội ngũ kỹ sư giỏi, kỹ thuật lành nghề, nhân viên tư vấn chuyên môn cao, sản phẩm tốt, đúng thiết kế, tiến độ nhanh, giá cả cạnh tranh, nhiều chính sách đặc biệt cho bảo hành dài hạn, phục vụ tận tâm, luôn tiên phong trong đổi mới thiết bị, máy móc. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo tốt nhất, bởi lẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào, dù lớn nhất, nhỏ nhất hay khắt khe nhất, và luôn hoàn thành tiến độ trên mức tuyệt vời. Với tinh thần minh bạch, tối ưu hóa lợi ích, tối thiểu hóa chi phí cho nhà đầu tư. Cho nên đến nay Phát Minh Kinh Sự là đối tác chiến lược của hàng nghìn khách hàng trên cả nước. Trong thời kỳ hội nhập 4.0 và phát triển, Phát Minh mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, sự quan tâm hơn nữa từ quý khách hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, qua đó tạo nên sức cạnh tranh và hòa nhập với sự phát triển của kinh tế cả nước đang trên đà phát triển. Hãy đến với Phát Minh để nhận được một giải pháp nhân đôi giá trị, bởi vì chúng tôi sinh ra để phục vụ bạn những sản phẩm tốt nhất, đáng đồng tiền nhất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Minh, địa chỉ 336 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0918 686 406, 0933 611 406. Mr. Minh. Phát Minh, giải pháp thông minh khởi sinh hưng thịnh.